Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Trà Tiên Đầu. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và giới thiệu cho quý vị và các bạn biết về một cái hộp trà có tên gọi là trà mười vị, để quý vị có thể thưởng thức được 10 cái loại trà của Trà Tiên Đầu. Sau khi quý vị thưởng thức được những loại trà này xong, quý vị có thể lựa chọn cho mình được một sản phẩm trà phù hợp với khẩu vị của mình. Và quý vị hãy cùng theo dõi qua video này để biết những loại trà đó là loại trà nào ạ. Thì đầu tiên là cái tên gọi là trà Đinh Ngọc. Chắc hẳn là quý vị đã biết đến cái tên gọi trà Đinh Ngọc này, nó rất là cao cấp đúng không ạ? Và ai đã được thưởng thức cái trà Đinh Ngọc này rồi chắc hẳn là quý vị đã biết được cái hương vị của nó như thế nào đúng không? Trà Đinh Ngọc này có hương vị là cốm non và vị chát dịu, đặc biệt là có độ hậu ngọt rất là sâu. Và cái loại trà thứ hai đó chính là trà ướp hương hoa bưởi. Trà ướp hương hoa bưởi này thì có hương thơm hoa bưởi rất là thơm. Khi chúng ta pha một ống trà lên, chúng ta thấy cái màu nước rất là vàng xanh, rất là xanh luôn ạ. Cùng với cái hương hoa bưởi đã toát lên trong cái phòng trà của chúng ta, tạo lên một cái hương thơm rất là quyến rũ luôn ạ. Và cái loại trà thứ ba đó chính là trà ướp sen Tây Hồ. Bây giờ là mùa sen đúng không ạ? Bác nào đã được thưởng thức trà sen rồi, chắc hẳn các bác vẫn còn nhớ đến cái hương vị của trà sen này rồi đúng không? Đấy, trà sen này thì có hương thơm rất là đặc biệt luôn. Bác nào mà có tình trạng mà mất ngủ ấy thì các bác nên lựa chọn cho mình một cái loại trà ướp bông sen này ạ. Và tiếp tục thứ ba là trà ướp hoa nhài. Trà ướp hoa nhài thì đúng là cái hương vị của nó chắc là rất là khó quên, vì cái hương thơm hoa nhài rất là thơm. Và cái hương thơm này có hương thơm rất là ngọt luôn ạ. Để tạo cho chúng ta một cảm giác là khi chúng ta uống cái trà ướp hương hoa nhài này xong, chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó quên và chúng ta nhớ mãi đến cái mùi hương. Và tiếp tục đó chính là trà tôm nón. Các bác biết trà tôm nón của bên Trà Tiên Đầu này được hái tại những đồi trà Tân Cương, Thái Nguyên chính hãng. Và cái trà tôm nón này được hái theo nguyên tắc là một tôm và một lá duy nhất để làm ra cái những cái cánh trà này. Cái cánh trà tôm nón này nó rất là nhỏ và cong luôn các bác nha. Đấy nên là vì vậy là khi pha cái trà tôm nón này ra thì cái màu nước rất là xanh và cái vị chát của nó cũng rất là dịu nhẹ và độ hậu ngọt rất là sâu. Và tiếp tục là đó chính là loại trà móc câu. Trà móc câu thì cái cánh trà của nó thì to hơn cái loại trà đinh hay là trà tôm nón, bởi vì hái theo nguyên tắc là một tôm và hai lá. Khi chúng ta pha cái trà này ra thì có cái màu vàng xanh sánh mật ong đấy ạ. Nên là cái hương vị trà móc câu nó rất là đậm đà hơn so với trà đinh và trà tôm nón. Nhưng mà có đặc biệt là có mùi hương cốm non rất là thơm luôn các bác nha. Tiếp theo đó chính là trà Long Vân. Trà Long Vân thì được thu hái trên những đồi trà sạch hữu cơ của vùng trà La Bằng. Chắc hẳn bác nào mà đã đi qua cái dãy núi Tam Đảo ở Đại Từ đấy, các bác đã thấy những cái đồi trà rất là xanh mướt và bát ngát luôn. Nên là cái vùng trà nơi đây rất là đậm đà hơn so với những vùng trà nơi khác. Để bác nào có gu uống trà đậm, các bác hãy lựa chọn cho mình một cái tên gọi là trà Long Vân. Và vừa rồi là những chia sẻ của mình về một cái hộp trà 10 vị. Đấy. Và hộp trà 10 vị này để quý vị có thể thưởng thức tất cả những cái loại trà của Tân Cương Thái Nguyên. Và chỉ có 160.000 thôi nhé. Chỉ có 160.000 thôi là quý vị đã thưởng thức được tất cả những cái hương vị trà ngon rồi. Và sau video này thì quý vị hãy đăng ký kênh, chia sẻ, bật chuông thông báo để ủng hộ cho Trà Tiên Đầu. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.